Hai chào anh em và chị ở lớp, mình là Từ Lũy Chỉ Tám, rất vui quay trở lại các bạn là trong video ngày hôm nay. Vậy là chúng ta đã qua ngày mới với event sinh nhật lần 3 chính thức được bắt đầu. Mình định vào tết toa một tí rồi bắt đầu làm video, nhưng mà đây mình vào xong nó đã bắt đầu event rồi nên là thôi mình quay luôn và không có sự chuẩn bị các bạn nhá. Nên là video đôi khi là nó chân thật quá mức và đôi khi nó cũng có một vài cầu thả, hy vọng các anh em sẽ bỏ qua. Đây là mình đang vào cái event, người event xem lại phim nhá. Người ta lại ghi lại những cái cột mốc đáng nhớ của mình. Của mình thì lập vào ngày 23 tháng 10 năm 2018 và bây giờ đã là 2020 rồi. Thì tổng thời gian là 567 ngày các bạn ạ. Thật là ghê gớm. Như thế nào nhỉ? Nó gần bằng năm học cấp 3 rồi các bạn ạ. Quá ghê gớm. Trời ơi. Có thể nói tuổi đời của Quyền Vương 98 xe quốc tế nó đã vượt xa hơn rất nhiều so với xa hơn rất nhiều so với cả Garena Quyền Vương 98 của Việt Nam. Chúng ta đã bước sang một trang sử mới, một trang sử không còn lệ thuộc, không còn bị ám ảnh bởi những kỷ niệm rất u buồn nữa. Chúng ta sẽ sang một trang mới với một cuộc chơi mới hoàn toàn khác hoàn toàn, và đừng lo lắng gì nữa, cuộc chơi vẫn sẽ còn tiếp tục vui vẻ hơn nữa. Rồi, trên tất cả bạn đã vượt qua được rất nhiều thử thách, cụ thể là gặt được 1.262 sao trong các màn đánh võ sĩ đấy, màn thường màn chính, tiêu diệt lên tới hơn 10.000 kẻ thù, nó rơi vào khoảng 99%, nghĩa chỉ còn khoảng 1% kẻ thù là mình chưa đánh được thôi. Rồi, bạn cũng đã làm việc rất chăm chỉ khi mà thu thập được tên tới hơn 80 võ sĩ, khoảng 10 trang phục đúng không? 80 võ sĩ các bạn nha, mình lấy được 80 võ sĩ. Nói chung là so với người chơi khác là hơi ít, vì hội tính chất 15 mình bỏ qua nhiều không có mấy, nhiều người sẽ lấy được hơn 10 trang phục. Tổng lực chiến cao nhất của mình là 3.319.333 lực chiến. Rồi, và nó sẽ còn tăng nữa, hãy cố gắng giữ nhé. Rồi, trong một khoảng thời gian dài, trong hành trình của bạn sẽ có rất nhiều viện trợ có thể hỗ trợ cho bạn. Đấy, chúng tôi sẽ cái gì nhỉ? Chúng tôi đã kích hoạt 4 võ sĩ viện trợ mới ở đây, hình như là 13 con. Chúng ta đọc tiếp. Rồi. Bạn cũng đã nhận được 102 cái khung. Đấy, cái khung khung nền khác nhau. Và 9 cái thêm khác nhau nữa, thêm là cái nền màn hình ấy các bạn ạ. Còn cái 102 kia là khung avatar nhá. Rồi, ok. Bạn cũng đã thể hiện sự dũng cảm và mưu trí của mình ở trong đấu trường. Hạng cao nhất mà bạn đạt được là hạng 1 với 1.173 lần chiến thắng. Đấy, lần thua cuộc là không đếm. Ok. Rồi, đây chính là hình Leo La Mèo. Bạn nhận được 30 danh hiệu. Trong đó thì bao gồm cái Coloretti, cái gì, nói chung là cái danh hiệu gì đấy ở trong cái mục danh vọng, mình không rõ lắm đâu. Ở về phần Pekani Server, hạng cao nhất mà mình nhận được là hạng tông sư bạn nhá, hay còn gọi là guru. Ok. Hạng này nhiều bạn, mình nói thật, có tiền không mua được đâu. Hạng này mình thấy hạng là cái hạng mà mình thấy thích nhất đấy. Tổng cộng thì bạn đã đánh bại 5.616 người chơi khác ở trong chế độ Pekani Server, rơi vào khoảng độ 99,00%. Rồi. Ở trong chế độ tháp thời không, đấy thì bạn cũng đã thể hiện sự dũng cảm của mình, leo lên đến được 770 level. Rồi, về hội quán, nói thật mình nhảy hội quán liên tục, thành ra là đây là hội quán mình mới chỉ gắn bó được khoảng 2 tháng thôi. Đấy. Hội quán KOF 9 VN KOF level 20 hạng 3 toàn quốc với 50 người chơi. Đấy, trong vòng bên cạnh bạn trong vòng 38 ngày. Rồi, ok, huy hiệu năm thứ 3. Rất đẹp mắt đúng không các bạn? Rồi, ok, mình sẽ lấy cái này làm ảnh lên nhá. Chụp ảnh chỗ này. Rồi, quá đẹp mắt đúng không các bạn? Rồi. KOF đã qua trải qua năm thứ 3. Chúng tôi cảm ơn sự tham gia của các bạn. Vui lòng nhận gói quà này. Nào, xem gói quà là cái gì. Rồi, đồ ăn, dương mảnh vạn năng, hai phím đỏ, mỗi thế thôi à? Trời ơi. Quà của mày to quá đấy. Xe cái các bạn nhá. Mình đoán nó cũng có nhiệm vụ xe thôi. Ừ thì xe.
chú mày thích tranh chiêu được chưa? Thôi nó cũng mình thấy nó cũng bình thường, chưa to lắm đâu. Thôi mình cùng mò tiếp và xem nó có những cái gì các bạn nhá. Đây cậu mới chen chân nhau vào, cậu mới đứng như này. Check and check là chưa mở. Nó có một cái bảng nhiệm vụ exchange này gì đây? Rồi, đây là cái shop các bạn ạ. Shop này diễn ra lâu lắm. Mình nhớ là tuần này hơn ý. Rồi. Rồi, khá là nhiều cái ngon đấy các bạn ạ. À, chúng ta cùng xem mà nó cho cái gì nhá. Đầu tiên là cái hộp góc từ trên xuống dưới các bạn nhá, từ trái qua phải. Đầu tiên là cái dương. Rồi, dương này thì cho phép đổi 10 lần, mỗi lần là 8 xu vàng. Các bạn có thể lựa chọn một trong những mảnh sau. Đó là mảnh lêu la mèo, Xion hoặc là lêu la chiến binh. Đấy, và tối đa các bạn lưu ý là một ngày thì nó cho đổi là 10 lần các bạn ạ. 10 lần. 10 lần mỗi lần thì mất 8 xu đúng không? Mình mới có 48 xu này thôi à? Các bạn ạ, mình mới có ít thế thôi à? Mình có 48 xu đấy á. Mình tưởng mình phải có nhiều hơn chứ nhỉ? Đấy, ra đây là một hộp các bạn nhá. Một hộp này thì được một mảnh. Như vậy mỗi ngày thì chúng ta đổi được tối đa là 10 mảnh. Đấy. Sự kiện này mình không biết xem bao nhiêu ngày, nhưng về cơ bản là kiếm mảnh thôi, chứ còn đâu. Mảnh này không thôi thì chưa đủ. Mảnh này không thôi thì chưa đủ lắp được võ sĩ đâu các bạn ạ. Đấy, đây là nhiều bạn nhìn qua là cho rằng nó cho free lêu la mèo. Mình nghĩ là có thể nhá, nhưng mà không phải là chỉ mình nghĩ vấn này. Rồi chúng ta đọc tiếp. Hộp bạc thì sao? Với 20 xu bạc thì mới nhận được một mảnh này. Nó đắt gấp gần 3 lần, gấp khoảng độ 2,5 lần. Ok, hợp lý thôi đúng không? Bạc thì bao giờ nó chả kém giá trị hơn là vàng. Thì cũng có 3 sự lựa chọn. Rồi, đây đổi tối đa cũng 10 lần các bạn ạ. À đây, xu bạc thì mình có nhiều đây này. Do đây nó cho tối đa là 6 lần đấy à? Hay là mỗi lần là 6 lần thôi. Ở đây nó ghi tối đa là 10 lần, mà mình cứ gọi cho 10 lần đi. Vì đây nó ghi là 10 lần, 10 cộng 10 như vậy một ngày tối đa được 20 mảnh. Đấy, ok. Tiếp theo đó là mảnh vạn năng và một cái khung cao ép kỷ niệm 3 năm. Mình nói thật là khung này cho đẹp thôi nhá. Ông nào thích mua thì mua nhá. Chứ mình không mua đâu các bạn ạ. Mình thực dụng. Ok. Đấy, còn mảnh vạn năng thì quá rõ rồi, một mảnh vạn năng thì sẽ tương đương với một mảnh này. Bạn nào mà không chơi lêu la mèo thì có thể, và không chơi lêu la chiến binh. Đấy, thì có thể là lựa chọn mảnh vạn năng. Đấy, ok, lêu la mèo, lêu chiến binh và Xion thì có thể lựa chọn mảnh vạn năng. Tiếp tục, đó là hồn viện trợ các bạn ạ. Đấy, đây là dương hồn viện trợ đổi bằng xu vàng nhá. Ở đây chúng ta có các sự lựa chọn: xu viện trợ của Yorizi, Rugo, Giz và Anis. Đấy, rồi giới hạn thì cũng cho đổi là 5, nhưng ở đây nó cho mỗi 6 là 10 lần, nhưng đây nó cho đổi một lần chắc là 6 thôi, còn phát sau sẽ là 4. Rồi ok. Bên này thì cũng thế, nhưng mà đổi bằng xu bạc các bạn ạ. Đấy, với giá thì đắt gấp đôi, 10 xu bạc một 10 xu bạc cho 2 hộp, mình xin lỗi, 10 xu bạc cho 2 hộp, ở đây là 5 xu vàng. 5 huy hiệu vàng cho 2 hộp. Rồi, ở đây chỉ là một hộp các bạn nhá, hơi khác nhau một tí. Các sự lựa chọn khác kém hấp dẫn hơn đó là dương mảnh vạn năng. Dương mảnh vạn năng chỉ cần có 3 xu. Đây là 8 xu. 3, 8, 8 thì đổi được khoảng 3 hộp. Khéo đổi dương mảnh vạn năng khéo ngon hơn đấy các bạn ạ. Vì dương mảnh vạn năng này nó, cái gì ạ, tỷ lệ của nó là khoảng 60% mình nghĩ hơn đấy. Mình nghĩ đổi dương mảnh vạn năng khéo ngon hơn nhá. Thôi các bạn, còn đâu chắc ăn thì đổi mảnh vạn năng, đỡ mất thời gian mở thì đổi mảnh vạn năng. Ngoài ra có thể đổi được đá thần. Như vậy các bạn để thấy là đá thần thì người ta đánh giá là có giá trị cao hơn mảnh vạn năng một chút. Rồi còn các cái vật phẩm khác thì không quan trọng và các bạn tự trách nhiều. Đây là cái shop của nó. Đây mình có 128 xu bạc và 64 xu vàng đây. Hoàn toàn là từ quả điểm danh. Và ngày hôm nay thì mình tin là cũng sẽ quét màn thì cũng sẽ nhận được những cái xu này thôi. Có điều thì theo công bố nhà phanh thì nó là giới hạn. Còn giới hạn bao nhiêu thì mình không biết. Thì các bạn cứ quét, vừa quét thì vừa để ý. Xem bao giờ mà nó không ra xu nữa thì thôi, thì dừng lại, đúng không? Tí nữa mình ra mình quét. Đây là Exchange Store các bạn nhá. Rồi, mình sẽ bấm cho nó không sót. Đây là phim phủng gì này. Thôi, tao xem phim rồi, thôi. Skip đây, quên. Nhận xem một lần thôi các bạn ạ, được nhận một lần thôi. Blue team gì đây? Rồi bấm vào nó không ra cái gì này. Shake and shake thì chưa có. Bless. Đây là xu cầu nguyện các bạn ạ.
Sự kiện này hình như chưa diễn ra. Sự kiện này chưa diễn ra các bạn ạ. Sự kiện này chưa diễn ra nhá. Đấy, nó sẽ được mua này. À diễn ra rồi, được diễn ra rồi à? Xem nào. Mình sẽ hy sinh 50 kim cương mua 10 đồng nhá. À cầu nguyện này xem nào. À đây 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 đây, mình xin lỗi phải điểm vào đây hai lần. À ném xu xuống xem nó ra cái gì nào. À ra được thể lực các bạn ạ. Như vậy là mình vừa mất 50 kim cương để nhận 150 thể lực. Lãi đúng không? Lãi. 80 kim cương được làm phát lửa đi. Ok, xem cầu nguyện có ra gì không. À là một trường thần này hết lai to các bạn ạ. Đây là 120 thể lực và một chiến thần. Ở chỗ vì một chiến thần đã là huề cờ rồi đúng không? Đấy, đây nó cho thêm ngoài, nói chung là lãi các bạn nhá. 100 à? À được, thử tiếp. Hào tiếp tao chơi với mày luôn. À vẫn lãi các bạn ạ. 100 một lượt. Hai trường thần là lãi các bạn nhá. Để hai chi bình thể lực. À nha. Ê, càng ngày càng đắt à. Ê. Thôi thử lốt phát này các bạn nhá. Phát này mà nó ra ba chiến thần thì là lãi, thì vẫn lãi. Ôi, à thôi, huề rồi. Mình đoán là huề rồi. Cho này 50 thể lực cộng với cả 4 x 120, 170 thể lực, 150 kim cương. Thôi lô các bạn ạ. Thôi lô. À hết rồi à? À đó giới hạn rồi. Ờ thế thì còn được đúng không? À đây đây là ông nào mà vừa gọi là ném xu xuống nước này. À không. Mấy tay này là cái gì nhỉ? Ném đồng xu, ví dụ tay Ecosa này ném đồng xu và nhận được mảnh, có cả mảnh lêu la mèo các bạn này. Đấy, còn tay Tuyệt Thiên này là nhận được đá cường hóa này, hiền nhỉ. Mình mua hết cỡ rồi các bạn ạ. Thì cái xu này thì mình nghĩ là ngoài mua bằng kim cương này thì nó sẽ còn cách mua khác nữa. Đấy, rồi event hôm nay nó bắt mua hết mùa. Ngoài mua kim cương mình đoán là sẽ quét màn. À không phải quét màn mà có cái khung giờ là sẽ nhận được thưởng nhá. Đấy, mình vẫn nhớ được có một cái lăm nào đấy nó có cho. Rồi ok, để tạm thời thế đã. Làm bánh thì chưa mở. Bless này đây rồi. Đập mèo này chưa đến. Thành phố này chưa đến. Store này cũng chưa thấy. À, mọi khi nó có một cái sảnh che bớt thì cái ông này đỡ rối mắt à. Ngày xưa mình nhớ nó có một cái sảnh để cho chúng ta nhìn event cho nó dễ. À đây, bấm chỗ nào nó ra đấy. À đây các bạn ạ. Đây. Như đây đúng không? Tổng event đây. Xem phim rồi, ném xu xuống nước rồi. À, và có cái shop thì ok rồi. Shop này diễn ra thì tận ngày 18 cơ, nên là cứ thoải mái đi các bạn ạ. Đấy. À nhưng mà nó reset mỗi ngày đúng không? À nó reset mỗi ngày. Nó reset mỗi ngày. Phân vân phết không phải đổi cái gì. Nói chung thì sớm muộn cũng phải đổi thôi. Phân vân nhỉ? Mình nha, hơi phân vân. Kể như mà lấy được con lêu mèo free cũng lấy đấy. Hơi phân vân. Thôi rồi nhá, các bạn mình tính xong thì mình sẽ công bố với các bạn sau nhá. Còn không thì mình cứ xem mình còn nhiều đá thần không. 47 viên hơi ít. Đấy, mình cứ táng đá thần với mảnh vạn năng mà chơi các bạn ạ. Đảm bảo không bao giờ bị sai lầm. Đây có hình gì trông buồn cười này. Đây là hình của Kula đang ăn các bạn nhá. Kula là ăn kem nhá. Đấy cũng là một cái gọi là lại avatar thôi. Đấy bạn nào thích, nói chung mình mời chủ yếu mấy bạn không quan tâm đến thứ hạng, quan tâm lực chiến mà thích hình ảnh. Đấy thì chơi trò lấy. Mình thì mình thích sức mạnh hơn là thích hình ảnh. Ok. Đấy. Rồi. À, bên ngoài còn cái gì khác không? Hồi hôm nay mới ngày đầu các bạn ạ. Mới ngày đầu có thế thôi. Còn trong event ngày hôm nay thì vẫn là hồn hạp kép. Đây là quà nạp các bạn ạ. Đấy, nạp cái này thì các bạn sẽ nhận được mảnh. À, gọi là nói quà lớn nhất 5 trên 7 ngày thì nhận được 20 mảnh vạn năng. Còn lại thì cho cái gì đây? Ngày 1, ngày 2, ngày 3 thì quá rõ rồi. Ngày 4 là cho cái gì đây không biết. Mình đoán đây là mảnh thứ chất 14. Còn 5, ngày 5 thì chắc là mảnh vạn năng. Mình đoán thế thôi chứ không chắc chắn nhé. À đây vẫn là quà điểm danh. Mình bảo là nó sẽ ra vào tuần thứ 5 mà đúng là tuần thứ 5 thật mà lại. Rồi. Ok. Nào thử quét màn cái các bạn nhá. Đấy, xem mà nó ra cái gì không.
Đấy, quét màn thì sẽ có màn chính và màn khó, mình sẽ tất nhiên là quét cả hai. Đâu rồi, ngày hôm qua không tích thể lực vì tích một ngày thì nó cũng chả được bao nhiêu. Đâu rồi, đây quét màn đây các bạn này, màn là khó trước nhá, mình chỉ quét cứ từ từ thôi đúng không, xem nó có ra không đã. À có ra luôn cả xu các nhá. À ôi rồi, nó ra cả xu các bạn, ngon nè, xu này mình vừa tốn một đống kim cương để mua xong. À ngon 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 ngon, hay đấy hay đấy hay đấy, trò này hay đấy các bạn. Ôi ra xu nhiều lắm các bạn ạ. À, xua nguyện nhiều ê, quét phát lạ cũng ra luôn. Đây là mình đang quét màn khó các bạn nhá. Ôi quét phát lạ cũng ra xu kỷ niệm luôn các bạn ạ. Mình thử quét màn chính nhá. Nào thử quét 10 lần màn chính nào. Chính xác là 9 lần đấy, xem có ra xu không nào. Ôi ôi ôi, đây cũng ra xu, cũng ra xu này. Mình nghĩ là nhà phanh nó sẽ để tỷ lệ màn chính màn khó là như nhau. Ờ à, nó cũng gần gần như nhau. Nhưng mình để ý rằng xem nào, đây là 9 lần, được xem được mấy cái xu này, 9 lần đúng không, xem được mấy 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 cái xu này, 1 xu này, 2 xu này, 3 xu, 4 xu này, 9 lần mà được 4 xu, 3 lần được 3 xu. Ờ à, quét màn thường này có vẻ ngon hơn các bạn ạ. Mình nghĩ là quét màn thường có vẻ ngon hơn. Đấy, nhưng mà xem cái này được bao nhiêu, vậy quên không tính cái này ấy nhỉ. Để mình thử lại phát nữa các bạn nhá. Mình có nhiều thể lực mà, nên là mình sẽ thử lại phát nữa các bạn nhá. Để mình moi thể lực ra, mình test xem màn chính ấy, màn khó tốt hơn. Đấy. Thể lực nhiều về chả để đây để làm gì. Ông nào đang hello nhưng từ từ tôi quay clip đã nhá. Hết luôn đây. Mình mua thể lực chưa nhỉ? Mua rồi. Đang có event tiêu kim cương nên là cũng không cần phải lo lắm về cái việc là tiêu nhầm các bạn ạ. Đấy, nói chung là thể lực này vẫn còn phải dùng được tiếp thì các bạn nhá, chứ chưa phải là chơi event này xong là xong đâu, chúng ta vẫn còn dùng được tiếp đấy. Đấy, mình không phải là chơi mỗi event này là kết thúc đâu. Rồi, đấy tạm thời mình sẽ lấy 1000 thể lực ra mình test. Đấy, mình sẽ test 10 lần màn khó. 10 lần màn khó ứng với 30 lần màn chính. Đúng không? Đúng không? 60 lần màn chính ấy, à 50 lần màn chính ấy. 50 lần màn chính ấy. Đây này nó có cái 50 lần mà. Ôi quên lại nó 50 lần màn chính ứng với 17 lần màn khó, đúng không? Mình sẽ ấn 17 lần màn khó các bạn nhá. Sau đó tổng kết với 50 lần màn chính xem tổng xu trước các thứ là nó sẽ là được bao nhiêu. Đấy, ok. Đấy, test là nó phải có sự chính xác nhá. Đầu tiên là mình vào mình kiểm nghiệm lại xem mình có bao nhiêu xu trước để mình vào mình lấy cái giấy bút mình ghi lại ạ các bạn. Không, cái này chúng ta chơi 7 ngày chứ không phải 1-2 ngày đâu. Nên là... À nhưng mà nó giới hạn rồi nhỉ. Nó giới hạn rồi thì làm sao mà được nữa nhỉ. Thôi, đang rảnh rỗi đúng không? Cứ tính nghe mất cái gì đâu mà ông cứ phải lo lắng. Tao từ từ quét một lần màn khó cái biết ngay. File này, à, đầu tiên là mình... kiểm nghiệm lại nhá. Nào. Rồi. Rồi, ra tất cả các thứ rồi. À, mình sẽ test nhá. Mẹ ơi giấy này mày. Nào lại nhá. Đây các bạn, mình sẽ đếm xem mình có bao nhiêu xu nhá. Ui có quài các bạn nhìn bốc quả phát đầu tiên quét dã man nhá. Quét màn khó dã man thật đấy. Nào bây giờ mình bắt đầu kiểm nghiệm nhá. Đầu tiên là tính xu vàng này, ghi lại ở giấy đấy, đàng hoàng tử tế. Đầu tiên là xu vàng là mình đang có 78 xu này. Xu bạc là 150 xu này. Và coin, tức là cái đồng tiền này, là mình đang có mấy đồng đây? 20 đồng này, eo, quét tí được 20 đồng rồi. Đấy, bây giờ mình bắt đầu mới quay nhá. Đây, bắt đầu tính lại từ đầu nhá. Mình sẽ quay 17 lần màn chính, à 17 lần màn khó và 50 lần màn chính, nó chênh tương đương nhau để xem cái nào nhiều hơn nhá. Đầu tiên màn khó trước. Nào, cứ quay đi. 17 lần.
Ơ sao đây có hai lần này? Đây là ba lần này. Ơ sao được có hai nhỉ? À không không, đều là ba hết, mình xin lỗi. Đây là được hai cái sách tăng đẳng. Đều là ba hết đấy các bạn ạ. Ổn nha. Ôi quét màn khó ba lần cảm giác đồ ra nhìn nó phê các bạn ạ. 35 là 15. À, 35 là 15. À, 3 nhân 5. 3 nhân 5 là 15. Đúng không? 15 cộng 3 lần nữa đây là 18 lần, gọi là 18 lần các bạn nhá. Xem nó tăng lên thành bao nhiêu. 18 lần à? Thành 87 à? Eo ít thế. Xu vàng nuôi là 78 lên thành 87. Bút hết mực ấy. Lên thành 87 này. Còn xu bạc lúc nãy là 150 thành 158 vậy à? Ít thế. Ơ, sao lại ra ít thế nhỉ? 158 này. Còn coin đâu rồi? Ơ, đồng tiền đâu hết rồi, không ra đồng tiền nào nữa à? Eo. Thế này thôi, nó giới hạn rồi các bạn ạ. Quả là quét màn chính cháu không ra cái gì luôn. Nào, quét màn chính 50 lần thế nào. Kia mỗi 18 lần, ngay phải 54 lần. Mình xem mà có lên không nhá. Còn xu ấy mình chưa đếm được. Nào, cho loát loát đi tí. Rồi, xu chắc là không ra rồi các bạn ạ. Đấy, như vậy là lượng xu là giới hạn ghê nhất các bạn ạ. Đây là vàng với bạc, huy hiệu vàng, huy hiệu bạc thì vẫn thấy ra tiếp này. Nhưng mà xu thì tắt ngấm rồi, tịt rồi. Rồi, vẫn còn ra xu vàng được các bạn ạ. Xu bạc. Ấy. À, đến cuối cùng đây mình kiểm tra. Đây là 50 lần nhá. Mình 100 à. Từ 87 lên 100. Còn xu bạc đâu? Xu bạc 170, 158, 170. 8, 158 lên 70. 87 lên 100. Ờ, quét như vậy mình tổng kết là quét màn chính lãi hơn một tí các bạn ạ. Quét màn khó nó tỷ lệ nó ra thấp hơn một chút. Các bạn quét hết cho mình màn thường nhá. Đấy, màn chính ấy, cái màn khó là nó không lãi đâu. Hơn nhau có một tí, hơn nhau khoảng độ 10%, 10 đến 15%, không đáng kể lắm. Các bạn quét hết cho mình. Bao giờ mà không thấy nó ra xu nữa thì thôi. Đấy, mình nghĩ là như vậy là hợp lý. Rồi, thôi rồi, cũng là ngon. Đấy, đây reset mỗi ngày các bạn ạ. Tức là cái lượng xu, lượng huy hiệu chúng ta sẽ được reset mỗi ngày. Đây nó vẫn ra các bạn này. Đấy, vẫn ra, vẫn quay thôi, đúng không? Đấy, vẫn ra. Rồi ok, ổn đấy các bạn ạ. Ôi, nói chung mà tích thể lực là không nhầm đâu. Bạn nào mà tích thể lực hôm trước là không nhầm lẫn đâu. Nó vẫn là cái ngon đấy, chứ không phải là không ngon đâu. Nói gì thì nói, tích lại nó vẫn tốt hơn là không tích. À, có vẻ hết rồi các bạn, có vẻ hết rồi. Đây đúng không? Bắt đầu từ lượt 3x nhỉ, không thấy xu đâu. Rồi, đây từ lượt 21 là còn vẫn còn xu, 28 còn xu. Còn đâu là hết rồi. Đấy, như vậy là mình sẽ xem trong ngày hôm nay mình được bao nhiêu nhá. Xem tổng lượng xu mình được bao nhiêu. Lúc đầu video mình là mình được có 120 và được mình được 64 cái xu này phải. Đây thành 118. 118 rồi trừ 64. Mình được khoảng hơn 50 xu này đúng không? Đấy, khoảng 55, khoảng 55 xu này. Đấy, còn xu bạc thì chắc khoảng được trăm mấy. Đấy, xu bạc đâu rồi? Không ra xu bạc nữa luôn các bạn này. Ẻo, không ra xu bạc luôn. Ghê thật đấy. Vào trong shop là thấy ngay thôi mà các bạn. Đây, xu bạc thành 170. Lúc đầu 120 mấy, mỗi thứ nó cho khoảng độ trăm xu. Trong đó thì tỷ lệ ra xu vàng là cao hơn này. Tất nhiên xu vàng có giá trị hơn xu bạc. Thôi rồi, ok. Đấy, mình cũng coi hiểu vấn đề. Giờ xem đổi cái gì thôi. Đấy. Phần phần phết nhỉ. Đấy, chúng ta có mấy ngày. Shop này chúng ta có thời gian là... Đâu nhỉ, vừa có một cái bảng thông báo. Đây. Shop này chúng ta sẽ có reset. Và có thời gian là... Đây là các bạn này. Thời gian là 12, 7 ngày. Đấy, 7 ngày. Vừa đủ 150 mảnh, mình nghĩ đủ đấy. Mỗi ngày 20 mảnh mà.
7 x 4 7 x 2 140, thiếu 10 mảnh nhỉ. 10 mảnh còn lại nó sẽ cho các event khác, ví dụ như event Bless Coin này các bạn này. Đấy, các anh em hiểu không? Đấy là trong quá trình chúng ta quăng đồng xu này, đấy, nó sẽ có tỷ lệ ra được mảnh. Lêu la mèo. Rồi, hai chiếng thân. Rồi, bù lại tương đối nhiều thể lực. Nói chung được thôi. Quà free mà. Đấy, được đá thần. Được chưa, đúng không các bạn? Đấy, ok. Thôi, nói chung thế được rồi. Ngày đầu tạm thời thế. Và cũng dùng được thể lực. Lâu lắm rồi mới có cái trò là quét màn mà lại ra được huy hiệu huân chương nhỉ. Đấy. Các bạn lưu ý, event sinh nhật của chúng ta vẫn còn tiếp diễn nữa với rất nhiều thứ hay ho thú vị nhá. Trong đó cả event 7 ngày. Nên các bạn cứ bình tĩnh mà chơi. Không việc gì phải quá vội vàng đâu. Cuộc chơi của chúng ta còn rất nhiều thứ hay ho. Nó còn mấy cả mấy cái shop gì mà shop gọi là đồ giá rẻ cơ. Mình chưa biết bao giờ nó ra nữa đâu rồi. Hãy xem trong này này. Exchange Store đây rồi. Không, nó còn có cái shop nữa cơ. Cinema xem rồi này. Cầu nguyện rồi này. Government là làm bánh này. Event làm bánh này ngày 16 mới bắt đầu. Đập mèo này gần gần cuối mới bắt đầu. Nói chung cũng ngon, cũng có kim cương. Shake and Shake là cái event gì nhỉ? Năm ngoái chơi rồi mà mày lại quên. Đấy. Event Shake and Shake hình như cũng ngon lắm các bạn ạ. Hình như cũng ngon lắm. Nhưng mình không nhớ chi tiết thôi. Đấy, đoạn gần cuối mới có. Thôi đấy, nói chung là cũng ngon. Được chưa? Đấy, đợt này anh em nào mà võ xích với Oxy mới cũng có. Còn không thì kiếm mảnh vẫn năng. Tẹt luôn. Đấy nhá. Đấy, còn đâu mình sẽ quay trở lại với các bạn. Đây là hình như cái này này. Anniversary Store này. Trong này không thấy nó ghi Anniversary Store. Trong này không thấy nó ghi Anniversary Store. À, không biết ngày bao nhiêu nhỉ? Các bạn để ý đợi mình một tí, mình lên phần group mình check xem là cái Anniversary Store này nó ngày bao nhiêu. Hay là đấy, trên group cũng như là trên trang chủ của nhà fan này có bản dịch về cái này. Đây, shop này nó bán nhiều thú ngon lắm. Đây rồi. Mình xem là nó bằng ngày bao nhiêu. Hôm qua làm rồi đấy nhưng mà lại quên. Tính mình hay quên lắm. Enemy Store. Anniversary Store, quà kỷ niệm. À, ngày 16 các bạn nhá. Ngày 16 anh. Cái này Enemy Store là ngày 16. Trong này nó phải ghi chứ nhỉ. Không thấy nó ghi. Ngày 16 các bạn ạ. Đấy, tổng cộng nó có 7 event cơ mà. À 10 event cơ mà. Trong này mới thể hiển thị có mấy event thôi. 6 event thôi các bạn ạ. Tổng nó có 10 event các bạn nhá. Chứ các bạn lên trên group ấy, hoặc là trên fanpage của nhà phát ảnh ấy, nó có đấy. Đấy. Còn đâu trong này nó ghi 6 thôi. Còn đâu nó thêm ra thêm các thằng cái khác nữa. Rồi thôi, video hôm nay mình cũng tạm thời dừng lại ở đây thôi. Đấy, test thêm với các anh em về giới thiệu với các bạn về cái event sinh nhật cho những bạn nào không chơi và cũng như là gọi là cái gì đi trước đón đầu. Lần này là mình đi tiên phong để hộ các anh em đỡ phải lo lắng phân vân nhá. Đấy, quà thì nó cũng giới hạn rồi, thể lực còn lại chắc mình tích cho ngày mai thôi, chứ quét màn chính hôm nay cũng chả thêm được cái gì. Đấy, để ngày mai. Còn thể lực này mình cũng xin nói luôn là các bạn cứ tích cho mình nhé, không thừa đâu. Chúng ta sẽ còn rất rất nhiều event khác phải xài được các bình thể lực ấy nữa. Đấy, các bạn tích cho mình càng nhiều càng tốt nhé. Rồi, hẹn lại các bạn ở trong những video tiếp theo.